Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn tuân thủ tiểu yêu tầm đạo nhé. Thì có nhiều bạn cứ hỏi mình là có nên chơi né không. Thì trong video này mình cũng sẽ giải đáp cho các bạn là nông dân thì chúng ta có nên chơi phải né không. Tất nhiên là nếu như các bạn nào mà là ưa top thì các bạn thích chơi phái nào kệ các bạn. Thì các bạn nhiều tiền chơi phái nào chả mạnh. Nhưng mà đối với những bạn nông dân thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc, mình cũng phải chia sẻ thẳng thắn với các bạn như vậy. Bởi vì nếu như các bạn chơi phải né, thì thứ nhất phải né thì nó sẽ có một cái ưu điểm như thế này các bạn nhé. Tức là khi mà chúng ta đi đánh PK, đánh người với người ấy, thì nó sẽ có một cái cơ chế, đó chính là đánh trong 15 hiệp ấy. Thì nếu như mà không thắng được đúng không, là các bạn thua. Chính vì vậy mà phải né nó đánh theo cái cơ chế đấy. Trong 15 hiệp đó nó cứ né. Thì kiểu gì là cũng gọi là không nhận sát thương đúng không, mà cây máu nó cứ đầy ấy, thì cực kỳ khó chịu luôn. Đặc biệt là phải né thì các bạn nên build cùng với cả hút máu nha các bạn. Đó là cực kỳ ngon lành canh đào luôn. Thế thành ra là kẻ địch nó không đánh được mình luôn, cảm giác không bị mất máu các bạn ạ. Nhưng mà cái nhược điểm của phái né là gì các bạn? Nhược điểm phái né là khi mà chúng ta đi khiêu chiến ở trong một số những cái ải mà cần đọ về cái chỉ số sát thương nhé các bạn nhé. Thì kiểu như là khiêu chiến yêu vương này, đặc biệt là trong cái phần đây này, dị thú xâm lược ấy. Thì quá xếp hạng này các bạn này. Đấy, thường thì những bạn nông dân ấy, các bạn nông dân lại rất khó kiếm cái này. Cú thực sự luôn, ngự linh thạch ấy các bạn. Đấy thì các bạn phải trông chờ vào trong cái event đó chính là dị thú xâm lược để chúng ta có thể kiếm được phép xịn. Ồ, thế mới đều. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ né, chúng ta không oánh thì lấy đâu ra sát thương mà xếp hạng top cao ở trong cái phần này. Đấy, thành ra lại deck có nó chính là cái ngự linh thạch này để đi chiều mộ những con phép xịn, đúng không các bạn? Thế thì nông dân á, mình khuyên các bạn là không nên chơi né đâu. Và thêm một cái nữa để mình bật mí cho các bạn nhé. Ví dụ như cái trang bị này thì các bạn hoàn toàn có thể chơi kiểu liên kích hay là hút máu các thứ thì nó còn dễ. Nhưng mà để ra được một cái chỉ số né nha các bạn nhá, nó hơi bị khó rồi đấy. Ồ, ảo ma Canada thực sự luôn. Đây này, để mà ra được một trang bị né các bạn thấy cực kỳ khó build cái chỉ số né đấy. Thì với những bạn nào mà gọi là nhiều đô la thần trưởng ấy, chơi phải né nó sẽ dễ dàng hơn. Cả trong mạo hiểm mấy nữa cũng thế các bạn nhá. Nếu như mà gặp những cái ải các bạn chỉ né thôi mà các bạn không có sát thương á, thì không thể nào mà vượt qua được đâu. Đôi khi có những ải chúng ta cần phải một lượng liên kích cũng như là bạo kích thật là to thì chúng ta bắt đầu spam ải mới qua được nha. Thế thành ra là khi mà người ta lên các cây cao hơn rồi, các bạn cứ né. Và các bạn đứng ở những cái cây thấp ấy, nhìn các bạn ấy vượt trội lên là mình cảm thấy nản lắm. Nên là mình khuyên thật, nếu như bạn là nông dân ấy thì thôi đừng có chơi né các bạn nhé. Mà các bạn hoàn toàn có thể chơi một cái phái mà mình để ngay trên màn hình đây, các bạn có thể ấn vào xem nha.